Kính thưa quý vị khán giả, sau 18 tiếng đồng hồ vật vã trên xe túc túc thì bây giờ chúng tôi đang đứng tại thành phố Seattle, một cái thành phố mà ở ngoại quốc mà chúng tôi được chào đón như là những du khách nước ngoài, rất là dễ thương. Hình như có một cô gái người Thái Lan nói gì đó. Đừng có quay chưa? Em đâu có ở nước ngoài đâu đúng không? Em không có ở nước ngoài mà thực sự em là người ngoại quốc. Càng ở